Chúa Giêsu đến gần thành Jerusalem, và khi Chúa thấy thành rồi thì khóc than cho thành. Ước mong rằng ngày hôm nay ngươi ý thức được những ngày yên lành của mình trong hiện tại quý vô cùng. Vì sẽ có ngày kẻ thù của ngươi đến đây, chúng đào hào đắp lũy chung quanh ngươi và tiến công vây hãm từ đủ mọi hướng như vũ bão. Và bên trong thành này, chúng sẽ hủy diệt ngươi, ngươi và con cái ngươi. Chúng sẽ không để lại một hòn đá nào chồng lên một hòn đá khác, vì ngươi đã không nhận biết thời gian ngươi được thăm viếng.